nhắc lại đi. Họ nói con là người gốc Việt thì con là sự lựa chọn tốt. Chúng ta đã từng hứa với nhau không bao giờ quay về đó nữa. Tôi muốn thỏa thuận. Tôi muốn tất cả số thiết bị đó. John, mày đâu rồi? Come on. Tao muốn đại loại nó. Cô muốn chết hả? Em yêu những người bình dị nơi đây. Chị Kiều hả? Dạ. Wow. Đừng nhìn, họ không tránh mình đâu. Cà phê bệt đó. Mời bệt đó mà. Chết hả? Ông có biết mỗi ngày ông rót thù hận vào tay Vivian thì mỗi đêm tôi gỡ từng mối thù hận đó ra khỏi ý nghĩ, ra khỏi tâm hồn của Vivian. Ông có biết khi tới Sài Gòn con nó đã nói gì không? Chỉ khi đặt chân về Việt Nam con mới thấy được đầy đủ khuôn mặt của má, khuôn mặt của ba, khuôn mặt của hàng triệu người Việt Nam đã lưu lạc. Con cảm thấy mình đang bước khẽ đến hạnh phúc.